Hello, chào tất cả các anh em đam mê bay chim ha. Hôm nay có anh em nào được nhiều không? Mình hổm gà giờ nghỉ cũng lâu rồi anh em ơi. Mới ra hồi tối. Cũng được đâu ba bốn con vậy đó anh em ơi. Gió quá trời luôn anh em ơi. Coi chỉ mưa nè. Gió sáng đêm luôn. Gió thành ra chim đi kém nha anh em. Hồi tối mình đánh có cúng núm không à? Mình không có đánh mắt xéo nha anh em. Lưới này mình chuẩn bị gom về nè. Mình không có đánh. Anh em coi đó, cái sào sắt á. Nó bị thụt xuống. Hôm qua mình tính căng một tay ở trên đó đang thổi mắt xéo anh em. Chứ ốc cao trần ngạch gì đó. Thôi bỏ. Còn cái tay này mình mới căng hôm qua nè. Mình không có lưới nè anh em ơi. Này mình không đi lấy lưới được á. Cái lưới này được rồi, mình bắt cà cốt nè. Rồi giờ đem ra thổi anh em ơi, không có lưới thì đem ra thổi. Giờ gom lưới thôi anh em ơi. Có anh em nào được nhiều không? Hôm mình đâm sẩy đâu cũng hết hai con nữa anh em ơi, gió quá. Sẩy hết hai con mái. Gặp mà không sảy cũng được 5 con anh em. Giờ bớt gió nè. Mà tối đâu có gió gì đâu. Gió như bão vậy. Mình nghiêng cái sào xéo dữ lắm. Tới gần gần sáng này, tưởng nó có lên. Sửa sào lại mà không thấy lên con nào hết trơn anh em ơi. Lưới mình gom gì đó anh em. Lưới màu đen nè. Dạng thịt lưới nó ít đó, nên đâm nó không có dính. Bãi chiến trường này. Nào là cúng bánh trái, nào là bia. Hôm đánh ba mấy nha anh em. Ba mấy bằng một mấy chân nghịch với hai mấy gà trên con chân nghịch đây quả nè, được hai gà trống, hai trống một mái nha, với con chân nghịch, với con cò hết các bãi chiến trường anh em. Ăn nhậu hôm làm đâu cũng 20 lon vậy đó, tê tái tâm hồn. Cái bãi cái đường đi giờ nó ngập chi nè anh em, giờ người ta đang bơm á anh em, cũng chưa cạn đâu, tầm cỡ 4-5 ngày nó mới cạn. Trời ơi nó lạnh lội thục sình luôn. Mai mốt người ta xạ rồi chắc không biết thổi đâu nữa anh em ơi, tại người ta đã đắp bờ anh em, người ta dắt sình lên đắp bờ, chắc người ta không cho căng lưới đâu. Thổi được mấy đêm nữa à. Nhờ mấy đêm thôi chứ biết sao giờ. Không cho thổi thì cũng lưới về nữa anh em ơi. Mình không có bãi thổi anh em ơi. Lúc này dịch này không có đi đâu được hết. Lúc này thổi đồng nhà này chán. Chim ít xịt. Cái lưới này nó không có thịt lưới nè anh em thấy không? Dạng mình thổi cà cuốc anh em. Lưới thổi cà cuốc á là mình không có bắt thịt lưới nhiều, tại bắt thịt lưới nhiều á là nó sẽ thay lưới nha anh em. Anh em thấy không? Bắt thẳng lắm. Vậy mới bắt cà cuốc được á anh em. Còn mình em bắt trùng á là nó sẽ thay lưới nó né rồi. Cà cuốc nó khôn lắm. Lội gì đó.
loại thục sình luôn, mới ra có một đêm thục sình này. Gom vô sào giữa mà không có bao nữa chứ. Quên em có bao theo rồi. Rồi, video đến đây kết thúc nha anh em ơi. Có anh em nào được nhiều bình luận phía dưới nói chuyện chơi nha. Rồi, chào anh em ha.